Thì hai cái này lòng sầu thì chua. Cái này gì con? Ok. Cái này cậu đại gia thôi. Hôm nay bán cho hôm nay bán nói. Hello, hôm nay mình đi đâu hả bác? Bữa nay mình đi cậu với đại gia. Ủa bác ơi, bác chuyển mấy cái nhà hàng mới được rồi vậy bác? Đồ hôm nay xui quá mày. Đi hai ba cái nhà hàng mà nó đuổi nó không cho tiếp bác. Vô trọng cái kêu hết, bởi vì nó kêu hết, hết chỗ gì này chứ không à. Mẹ không có cái nhà hàng nào mà kỳ cục quá. Anh Khánh Khánh, hôm nay mình ăn gì anh Khánh? Xin giới thiệu với mọi người, hôm nay chúng ta sẽ dùng món là tăng cường sinh lý đang rất là trend trên mạng. Đây là gọi là món lòng xào dưa. Tác dụng của nó là tăng cường chất đạm theo như cô giáo đã quảng cáo, thì đây là một món tăng cường sinh lý rất là tốt. Mong mọi người hãy sử dụng nhiều để ủng hộ. Cái thứ nhất là đây là món dân dã của Việt Nam. Cái thứ hai là vì tăng cường sinh lý. Ông ăn thì bà khen. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sự chia sẻ này. Còn mình là Đình Trường, phóng viên thường trú tại nhà anh Khánh. Tôi thấy con trai rồi chưa? Hai đứa, thấy chưa? Một tên, hai tên, đây là vợ đó, thấy chưa? Đẹp trai không? Vợ con. Đúng rồi, vợ con nè. Bạn con của con. Bạn thấy được không? Mày là một quýt đó, thấy chưa? Sắp nổi tiếng rồi. Đây, trai nè, ok, vui quá.